Một căn nhà phố đẹp giá rẻ mà có thể anh chị chưa biết, chắc chắn là anh chị chưa biết luôn bởi vì Toàn là người đầu tiên quay video này. Và ở video hôm nay Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một bất động sản tại khu dân cư Sài Gòn mới thuộc trục đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè, cách quận 7 chỉ 2 km thôi. Đường trước nhà là đường thông hai chiều, có thể kinh doanh buôn bán nhỏ rất là phù hợp. Hướng nhà là hướng Đông Bắc sẽ phù hợp cho quý anh chị đang chọn là hướng Tây tứ trạch, bao gồm các hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Diện tích căn nhà là ngang 4, dài 14,5m, một trệt, 3 lầu, được thiết kế theo kiến trúc là hiện đại. Căn nhà đã qua sử dụng, tuy nhiên là còn rất mới nha anh chị. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong. Phần mặt tiền thì cũng được ốp đá hoa cương rất là sạch sẽ. Trang bị hai lớp cửa, cửa cuốn bên ngoài và cửa nhôm sinh pha ở bên trong. Và gara đậu xe hơi, sẽ đậu được xe 7 chỗ thoải mái. Tường thì được ốp gạch lên với khoảng 1,75m. Hai bên trang trí tranh và những phào chỉ Hàn Quốc cũng rất là sang trọng. Không gian phòng khách với diện tích rộng khoảng 25m², được đề co trang trí rất là sang trọng. Tại đây bố trí một cái bộ sofa, tường phía sau sofa là ốp composite giả gỗ cũng rất đẹp nha anh chị. Nối liền lên phần trần cũng được ốp composite cũng rất là sang trọng. Và điểm nhấn sẽ là một chiếc đèn chùm. Đối diện sofa sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Liền kề với phòng khách sẽ là không gian bếp. Ngăn cách giữa phòng khách và không gian này sẽ là một cái kệ trang trí. Và không gian bếp với diện tích rộng hơn 20m², bếp hình chữ L với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Và những nội thất mà anh chị nhìn thấy trên video này sẽ bao gồm khi mua. Sau cùng sẽ là một cái khoảng sân sau làm giếng trời, lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào, và có một cái vệ sinh. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên trên lầu để mình xem các phòng ngủ nhé. Toàn mời camera quay lại tổng thể tầng trệt để cho anh chị xem qua. Và hiện tại trên kênh của Toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà quận 7 hoặc mua nhà Nhà Bè, kết nối với Toàn để đến xem nhà thực tế. Và những anh chị là chính chủ đang có nhu cầu bán nhà quận 7 hoặc bán nhà Nhà Bè, hoặc là mua bán nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với Toàn để ký gửi nha. Với 4 phòng ngủ thì căn nhà này sẽ phù hợp cho gia đình anh chị có từ 6 cho đến 8 thành viên. Và đây là phòng ngủ phía trước tại tầng 1 với diện tích rộng hơn 20m², cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất. Và 4 phòng ngủ bên trong căn nhà này đều có vệ sinh riêng biệt với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Và sảnh hành lang giữa tầng 1 và tầng 2 thì cũng được thiết kế rất rộng rãi và thông thoáng. Không gian phòng ngủ phía sau tại tầng 1 thì rộng cũng khoảng 20m², và hiện tại cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất. Và 2 phòng ngủ còn lại trên tầng 2 thì cũng sẽ tương tự như vậy. Để tránh làm mất thời gian thì Toàn sẽ quay lướt qua nhanh tầng 2 thôi, và mình sẽ gặp nhau tại tầng 3 nha anh chị. Đây là căn nhà đã qua sử dụng nhưng mà nội thất còn rất mới nha anh chị. Với giá là 6.300.000.000, vẫn còn thương lượng thì Toàn nghĩ là căn nhà này sẽ là một cái lựa chọn rất phù hợp cho anh chị sở hữu được một căn nhà như ý. Và đây là không gian phòng ngủ phía trước tại tầng 2 thì hiện tại đang được để trống, chưa có nội thất. Anh chị có thể sử dụng làm phòng làm việc với nhiều mục đích khác nhau nha anh chị. Phòng tập yoga hoặc là mang nội thất của mình đến. Sảnh hành lang cũng rất rộng rãi và thông thoáng. Và phòng ngủ thứ tư là phòng ngủ phía sau tại tầng 2 thì cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất. Như vậy là căn nhà này đã được trang bị 3 phòng là full nội thất và 1 phòng đang được để trống. Tầng 3 sẽ là khu vực phòng thờ, sân thượng và sân vơi. Ngoại trừ căn nhà này thì hiện tại trên kênh của Toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt ở khu vực quận 7 và Nhà Bè cũng như nhiều khu vực khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị đang có nhu cầu mua bất động sản thì nhắn cho Toàn theo số điện thoại Toàn để trên màn hình. Toàn sẽ gửi những thông tin phù hợp để cho anh chị lựa chọn một căn nhà như ý. Và đây là phía sau tại tầng 3, sân thượng phía sau đã được lắp đặt đầy đủ khung bảo vệ. Trên có lợp tôn và giữa nhà sẽ là không gian phòng thờ. Sân thượng phía trước sẽ là một góc thư giãn rất tuyệt vời. Và Toàn xin tóm tắt lại thông tin của căn nhà này như sau. Diện tích ngang 4, dài 14,5m, một trệt, 3 lầu trên trục đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, cách quận 7 trong vòng bán kính là 2km. Mặt tiền đường thông thì phù hợp cho quý anh chị đang vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nhỏ. Và giá bán của căn nhà này là 6.300.000.000, vẫn còn bớt thêm. Anh chị quan tâm đến căn nhà này thì kết nối với Toàn theo số điện thoại trên màn hình nha. Và bây giờ Toàn xin phép được kết thúc video.